Quý vị lịch nghỉ Tết Nguyên đán kỷ hội 2019 chính thức đã được Thủ tướng phê duyệt. Theo đó thì cán bộ công chức viên chức người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được nghỉ 9 ngày liên tục, tính cộng cả ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Cụ thể là dịp Tết âm lịch kỷ hợi 2019, công chức viên chức người lao động được nghỉ liền 9 ngày, gồm nghỉ Tết 5 ngày và 4 ngày nghỉ thứ bảy Chủ nhật. Tức là từ thứ bảy ngày mùng 2 tháng 2 năm 2019 đến hết Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 2 năm 2019. Âm lịch là ngày 28 tháng 12 năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm kỷ hợi.